Rồi rồi, xin chào anh em, chúng anh em đã quay trở lại một series mới sau khi chúng ta đánh bại Iran ở trận chung kết Asian Cup, thì bây giờ chúng ta đang có mặt ở vòng chung kết World Cup 2022. Vâng, ông nào bốc thăm rất là khó chịu khi mà bảng đầu tiên thì chúng ta đã phải gặp Croatia. Bảng đấu chúng ta bao gồm Croatia, Uruguay và Đức. Vâng, cái bảng đấu rất là vãi lìn luôn. Vậy đây, anh em có thể nhìn thấy bảng đấu của chúng ta đây. Vâng, Đức, Croatia và Uruguay. Trong khi đó chúng ta chỉ là một đội bóng rất nhỏ đến từ Đông Nam Á thôi. Mà hôm nay chúng ta lại đang có mặt ở đây để chứng kiến quốc ca Việt Nam vang lên ở Qatar. Mặc dù là trong game không có tiếng quốc ca. Đây, em có thể thấy các cầu thủ Việt Nam đây. Hôm nay chúng ta sẽ ra sân đội hình 5-3-2 bao gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, ba hậu vệ bao gồm là Quế Ngọc Hải, Thành Trung và ai nhỉ, Bùi Tiến Dũng. Đôi cánh của chúng ta là Đoàn Văn Hậu và Hồ Tuấn Tài. Phía trên thì hai tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng, Hoàng Đức, đá cao hơn là Quang Hải, và cặp tiền đạo là Tuấn Hải và Công Phượng. Và đối mặt với các cái đội bóng to như này thì mình nghĩ là mình sẽ có thể dùng một cầu thủ nhỏ nhắn như Công Phượng để có thể lách qua giữa các cái hậu vệ to đùng bên đấy. Đội hình chúng ta đây anh em ạ. Đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Croatia. Rồi, không mất thời gian của anh em nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu trận đấu. Và bên ra bóng trước có lẽ là Croatia. Sao nó quay vào mông ông nào này. Rồi, và như vậy là hành trình đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup 2022 đã chính thức bắt đầu. Vâng, và hôm nay Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ có một ngày làm việc cực kỳ mệt mỏi khi phía bên kia là Modric và Rakitic, vâng, hai tiền vệ phải nói đã từng là hàng đầu ở La Liga. Và hôm nay thì họ đang có mặt đây, và Modric, đừng quên Modric là quả bóng vàng World Cup và quả bóng vàng thế giới 2018. À quên, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup chứ, quên, nó có phải quả bóng vàng World Cup đâu. Hay quá, Hùng Dũng. Đây là Hoàng Đức, chúng ta sẽ cần phải đá rất cẩn trọng, không thể nhanh được khi mà các cầu thủ Croatia rõ ràng là có tốc độ rất tốt. Quang Hải xuất bóng lên cho Tấn Tài, Tấn Tài không qua được rồi. Hay Quang Hải có lẽ là cũng khó mà dâng cao được. Modric. Modric, Kramaric, vâng, rất nhanh, sau chỉ sau 9 phút thôi, có lẽ là người mở tỷ số là Modric rồi. Nhanh thật sự. Đấy là đẳng cấp của Á quân World Cup đây anh em ạ. Rất khó, nay VTV6 đang tường thuật trực tiếp cho chúng ta trận đấu ngày hôm nay. Nhưng mà cũng không nghĩ là chúng ta lại thủng lưới sớm đến như thế, và anh em có thể nhìn thấy là các cầu thủ Croatia lướt đi rất nhẹ nhàng. Có vẻ như các cái sự đeo bám của cầu thủ Việt Nam nó không ăn thua gì anh em ạ. Không xi nhê gì luôn. Còn một tình huống giao bóng tương đối kỳ lạ của Tuấn Hải. Ok. Sao Modric vừa ghi bàn nó lại tính là cho Piaka vậy? Cái mốt này hơi lỗi anh em ơi. Như cái lần trước đá Asian Cup ấy, Nhật Bản thắng xong vẫn bị loại. Hài vãi chưởng. Đây là Quang Hải. Công Phượng. Ê à. Khó phết. Quá hay. Hùng Dũng.
Đây là Hoàng Đức. Ây à, tình huống chuyền bóng rất khó của các cầu thủ tuyển Việt Nam. À, có lẽ thì hôm nay mình cũng đã được thử sức khi mà Việt Nam đá với Croatia như nào, lại mức legendary nữa. Ô, sao Croatia tên viết tắt lại là HRV nhỉ? Quá, đây là Hoàng Đức. Ôi trời, Hoàng Đức không thể đi bóng qua được. Người vừa rồi có lẽ là Modric. Vâng, nó lướt qua kìa. Ôi, nó lướt qua kìa. Ui, nó lướt qua kìa. Ui, ôi. Ây da, căng phết. Ui, ôi, một tình huống quắt vô lê của 27 à, 27 chắc Brozovic. Người thực hiện quả phạt góc là Modric. Nào, thôi, ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Văn Hậu. Hoàng Đức, chúng ta cần phải cẩn trọng hơn trong các cái tình huống bóng. Ui, Quang Hải, Quang Hải. Ui, một đường chuyền rất ảo, bây giờ là Văn Hậu. Văn Hậu, Văn Hậu. Ui dồi ôi, cái gì vậy? Ui, ui, quả Quang Hải chuyền kìa. Ui dồi ôi, phải trưởng như vậy là Việt Nam đã gỡ hòa được rồi. Và phải trưởng. Ui chết à. Ui, mình không thể tin được cái quả của Văn Hậu luôn. Ui giời, Quang Hải sút quả vãi trưởng thật. So underway again following the goal that made things level. Nào. Vâng, người mở tỷ số cho à, người gọi là gì? Khai thông nòng súng cho Việt Nam lại là Đoàn Văn Hậu, hậu vệ trái. Andrej Brozovic. Thèm nói thật anh em, mấy cái ông Croatia này, mấy cái ông Rebic này, Brozovic này, Kramaric ấy, mình nhìn mặt mình không phân biệt được luôn. Ôi, cái gì đấy? Vãi trưởng, đang mải nói Rebic nó sút mẹ vào luôn ạ. Ui mẹ, nó sút được cái góc. Ui, vãi trưởng. Thế chịu rồi. Thế chịu rồi. Anyone's guess how this is going to finish. 2-1 currently. Well, they keep working away, looking for passing lanes. Ôi, vãi trưởng. Chưa kịp hiểu gì là mẹ 3-1 rồi. Ôi trời ơi. Well, here we can see it again. Look at the way he glides past the defender to create space for himself. And then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. Well, it's a tale of four goals in this match now. Thế thì mẹ, vừa gặp Đức vừa gặp Uruguay thì làm sao đây? Tình hình này, trong này gặp Đức là cũng niệm một trải rồi. Anh em nhìn nó đá kìa. Ui dồi. Mẹ, mình không có bóng luôn, nó bật, nó ban bật kìa. Cố gắng anh em ơi, cố gắng nào, không đùa đâu. Nào, ok. Ui, ra kiến tích nó đá kìa. Mình đang thắc mắc là sao Rakitic thì số 10 mà Modric lại số 20. Ok kìa, mẹ đang, người ta đang phản công hết giờ. Vớ vẩn thật. Ai trời ơi, Modric ơi là Modric, anh hành em vừa thôi anh ơi. As anticipated, plenty of talking points so far, and now the second half is underway. Hmm.
nay thì đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã rõ ràng là lu mờ trước sức ảnh hưởng quá lớn đến từ kia, đến từ Modric. Quang Hải đã phải lùi về rất sâu rồi. Đá tương đối giống cái trận mà chúng ta gặp Trung Quốc. Quang Hải đá giống như là một deep lying playmaker vậy. Đá lùi sâu. Mặc dù là thể hình Quang Hải thì cũng không được tốt cho lắm. Tương đối lùn. Nào, nó lại vào mẹ quả nữa này. Vãi chưởng. Bó tay luôn. Bó tay. Anh em nhìn này, chịu luôn. Không có người về kèm luôn kìa. Đó, cái này nó phân position nó không được tốt lắm. Còn hậu, đã đến lúc phải dùng các cái bài đánh ở cánh vậy. Chúng ta đang thua với tỷ số 4-1 rồi. Ok. Thầy này, cầu thủ đéo bao giờ nó chạy vào support mình luôn. Càng mức khó nó lại càng đéo support cơ. Bực vãi đái. Ý là mẹ, đá mức khó thì AI của mình nó cũng hỗ trợ nó khôn lên tí. Ôi trời ơi là trời. Quả Tuấn Hải chuyền kìa. Thôi Tuấn Hải ra nghỉ giúp em nhá. Anh chuyền này chết em mất. Ui dồi ôi. Nào, người đâu? Thằng Modric nó lướt qua mình cách dễ dàng luôn anh em ạ. Cay thật. Kiểu đá không mất tí sức nào luôn. Ui dồi ôi, là dồi ôi, đá này chết tôi mất. Mẹ chúng ta yếu quá anh em ạ, đúng sự thật là chúng ta quá yếu. Đá thế đá nữa nó khác biệt về mặt chỉ số nó cũng đã là quyết định thắng bại rất dễ rồi. Hay quá Tuấn Hải ơi. Mình đang không hiểu sao nhá. Đá hẳn 5-3-2 mà lên công thì ít về thủ, lên công ít nữa này mẹ về thủ đéo thích người đâu. Thế cơ. Bạn toàn xét là giữ vị trí chứ không phải là bỏ vị trí đâu. Đi cò mẹ quá rồi. Make some progress with the ball at his feet. Anh em nhìn cái cách mà chúng ta quay người khi mà đỡ quả bóng ấy. Đi quả mẹ vãi lìn ạ, mẹ bố Hùng Dũng chạy vào mất mẹ bóng luôn. Piazza. Happy just to retain the ball in their own half and draw out the opposition. Nào rồi ôi anh em nhìn này mẹ. Rõ ràng là 5 hậu vệ nhưng lại đá mẹ 4-4 đéo hiểu cái quả đấy luôn đấy ạ. Ê liền vặt lầm gánh còng lưng. Trời ạ. Cho Việt Nam đá World Cup nhưng mà nó lạ lắm. Đây rồi. Cái tịt con mẹ gì đây? Mẹ kìa. Anh em thấy không? Quả đấm 1-1 mà nó dễ dàng nó hất Tiến Linh ra. Mẹ đúng là cái mặt chỉ số nó quá khác biệt luôn ạ.
Kovacic. And we've entered the final 5 minutes. Modric. À, chuẩn bị vào tiếp này. Vãi lồn Văn Lâm được gánh. Vơi đi bao nhiêu quả. Mẹ chó này câu giờ à? Cái đéo gì vậy? Chắc là trận sau phải hạ xuống World Class thôi anh em ạ. Mẹ Legendary này nó đá rồi. Đá ra quần. Ok. Đi con mẹ lại thêm quả nữa. Đéo hiểu luôn đấy ạ. Mẹ nó đá dễ. Đéo chịu được luôn. Đi mẹ. Phút cuối rồi còn nó sút được vào. Thế là Modric lại hat-trick rồi. Rồi và chúng ta đang đến với lượt trận thứ hai trong khuôn khổ vòng bảng vòng chung kết World Cup 2022. Và là trận đấu giữa Việt Nam và đội tuyển Đức. Vâng, trận này nó còn khó hơn trận trước. Một tiền sư. Mẹ ơi luôn. Đây là Việt Nam hiệu số trừ 5. Cày thật. Đây là, vâng, vẫn là các cầu thủ Việt Nam. Nhưng hôm nay sẽ có sự thay đổi là Công Phượng sẽ ra, rời sân nhường chỗ cho Tiến Linh. Công Phượng sẽ phải ngồi ghế dự bị sau cái màn thể hiện ở trận lượt đi hơi mù mắt một tí. Không biết làm sao bây giờ, cả Tấn Tài nữa. Cũng phải nhường chỗ cho Văn Thanh thôi. Ông nào bảo tôi là cái đéo gì mà thay người mà thằng còn khỏe thì thay ra mà thằng ít sức thì giữ. Quan trọng là thằng ít sức nó đá nó hay, nó cũng nó đóng góp quan trọng cho lối chơi. Chứ mà đầy sức xong mà đá như đấm vào mắt thì cũng phải thay chứ. Sao mà giữ mãi được. Đây tuyển Đức, tuyển Đức này mặc áo đen chơi mẹ tài xỉu luôn, kiệu đỏ đen luôn. Goretzka, Gnabry, liệu hôm nay chúng ta có thể tạo nên một cơn địa chấn trước đội tuyển Đức hay không? Trận đầu chúng ta thua nếu đồng nghĩa việc chúng ta sẽ phải thắng hai trận còn lại. Nếu chúng ta muốn đi tiếp mà phải thắng Đức thì cũng phải gọi là ối rồi. Ok, Tiến Linh sẽ là người giao bóng. Mà cái game này nó làm kỹ nhỉ, kể cả mấy ông làm mốt. Cái dáng chạy lững thững của Tiến Linh cũng làm chuẩn luôn. Ok. Hay quá. Müller. Onto Goretzka. Losing possession. Quang Hải. Hay quá. Tiến Linh. And possibilities here. Ôi, hay quá, Tiến Linh đi bóng lại. Đây. Cuối nó lại trượt ra chứ lại. Mẹ lại bật Legendary còn bật Competitor Mode mà còn thua 6-1 là còn nhẹ đấy anh em ạ. Nào. Ok. Timor Woodner đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Hùng Dũng có vẻ đang bị đá nó không được đúng tư thế cho lắm. Nếu mà Hoàng Đức mà phải đá CDM thì lại hơi lãng phí. Gnabry.
Ui, ui ôi, bậy thế. Không sao anh em ạ, bên trên hàng tiền đạo của họ còn Timon Werner thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin về một trận thắng. Chúng ta không cần phải phòng ngự khi mà đã có Werner phòng ngự hộ. Đấy chứ, mình bảo mà. Werner phòng ngự hộ cho rồi, quá là ngon. Ui, mẹ mình chuyền ngắn mà sân mẹ nó cứ chuyền đi đâu, bực vãi lìn. Game này là AI hỗ support người chơi, nó nớp cả AI support người chơi, cay thật sự. Nào, ok. Ai da. Ok, chúng ta vẫn đang đứng vững 20 phút trước đội tuyển Đức. Như vậy là cũng có những cái tín hiệu lạc quan. Mặc dù là chúng ta chưa có sút được phát nào nhưng mà Iza Werner cũng đã giúp ta phòng ngự được mấy quả rồi. Hoàng Đức, hay quá đây là Hoàng Đức. Dứt điểm. Ui, ui, Tuấn Hải. Tuấn Hải về vị rồi. Trời ơi, Tuấn Hải về vị rồi. Ôi, thôi. Hay quá. Hoàng Đức là mất một siêu phẩm rồi. Tuấn Hải. Mẹ, alo. Ui Tuấn Hải ơi, ngon quá. Hạt nêm từ thịt và xương, quá là ngọt nước. Ê, bị hiếp quả trận Legendary cay thật. Tình hình là khả năng mình vẫn chưa lên được Legendary anh em ạ. Đá, nếu mà Legendary mà đá mà mình để đá quen trước ấy thì ít nhất phải cầm hai cái đội nào chỉ số ngang ngang nhau tí. Đây Việt Nam chỉ số 6x, mẹ, trong khi Croatia nó toàn 8x không à, 7-8x thì đá thua 6-1 là còn ít đấy. Không biết đến cái lúc mà mình bật ultimate lên đá nó còn như nào nữa. Tin chấn động phát hiện Timo Werner là cầu thủ người Đức gốc Việt. Thấy chưa mẹ? Khó hiểu vãi trưởng. Timo Werner người Đức gốc Việt. Vãi trưởng à, mẹ con lạy bố Werner luôn á. Nãy giờ bố làm mẹ hát chích rồi ấy. Thật sự kiểu đã lắm quả khó hiểu thực sự. Mẹ game nó tái hiện thì nó cũng có cần thiết phải là mẹ thật đến cái mức đấy không chứ lại. Mẹ lắm quả mình đã bỏ Werner mình không kèm rồi mà không có rút được ra ngoài. Sợ thật. Này qua Văn Lâm ơi. Hay quá, đây là Quang Hải. Gắng lên anh ơi. Gắng lên. Anh làm cái đéo gì vậy anh Hải ơi. Ở đây là Joshua Kimmich. Kimmich cũng là cầu thủ thuộc biên chế của, mình nhớ không nhầm thì như là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Không biết có phải không? Hay là Đông Á Thanh Hóa sao ấy? Không nhớ. Vâng, ngày hôm nay thì Văn Lâm không những gánh mà anh còn gặp may nữa. Trong cái ngày mà có lẽ là các cầu thủ tuyển Đức này ăn không hợp đồ ăn Qatar. Bên đồ ăn Trung Đông có vẻ khẩu vị nó không đang không hợp với các cầu thủ tuyển Đức, có vẻ đang đau bụng, đang muốn đá nhanh nhanh để đi ra nghỉ. Còn về cầu thủ Việt Nam thì dạ dày kiểu ruột đồng này. Ruột đồng ruột đá ăn nào cũng được. Có lẽ là sau ôi rồi. Lại một tình huống cực kỳ khó hiểu của ơi.
Quả siêu phẩm chuyền dài của Quang Hải trận trước có lẽ là nó cũng không khỏa lấp được những cái yếu kém của đội tuyển Việt Nam trong cái khâu phòng ngự, đặc biệt là trước những cái đội bóng hàng đầu thế giới như này. Nhưng hôm nay tuyển Đức hôm nay đang có vấn đề, nếu không hiểu tuyển Đức đang bị làm sao. Nếu mà trận sau Uruguay mà đá như này, chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được nhiều bàn thắng hơn. Hay quá. Đức, đây là Văn Hậu. Van Hào. Quang Hải, hay quá, đây là Vũ Văn Thành. Văn Thành tạt này có vẻ không ổn tí nào. À đúng, nhưng mà đấy là quả tạt đầu tiên của Văn Thành mà. Quên, Văn Thành làm đất thì có cơ hội tạt đâu. Nên hỏng một quả không sao anh em ạ. Đấy là chỉ cơ hội duy nhất thôi. Nhưng mà đúng mẹ lắm đó. Ok ạ. Ok ạ. Sao lại pen? Văn Lâm ơi, em tin anh Lâm ơi. Văn Lâm ơi. Mình xin. Có vẻ như Văn Lâm lại đang có cái vía của Bùi Tiến Dũng cách đây mấy năm, cách đây 4 năm. Đã đến lúc Việt Nam cho cả thế giới thấy thế nào sức mạnh thực sự của con rồng châu Á. Tuấn Hải đây, Tiến Linh. Úi giời ơi, Linh ơi, anh Linh ơi, trời ơi. Quang Hải là một cầu thủ quan trọng nên là mình sẽ tay Quang Hải ra để giữ sức cho trận cuối, trận quyết định để mà chúng ta có thể biết là chúng ta có tấm vé vào vòng trong hay không. Trời ơi, anh Linh ơi, là anh Linh ơi, quả đấy đen thế rồi. Ôi. Quá đen cho tuyển Việt Nam. Một tình huống mà sai lầm rất ngớ ngẩn của hàng phòng ngự. Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên trở thành tình huống tương đối buồn cười giống Mark Wai. Tuấn Hải ơi, Tuấn Hải ơi. Em xin các anh ấy, em xin các anh. Thôi, xin đấy, xin đấy. Nè, sân tiền đạo đông nữa kia. Nó cần thắng, mình cũng cần thắng nhờ. Bùi Tiến Dũng đang băng lên. Hoàng Đức, Hoàng Đức, cơ hội của Hoàng Đức. Đây là Hoàng Đức. Bên trong đang có Tiến Linh ơi. Ok luôn. Quá ok luôn. Quá ok luôn. Đây là quả ăn mừng mình phát hiện ra khi chơi Ultimate Team. Đá ỉa ra quần. Thật sự. Kiến tạo đã... À, Hoàng Đức đã có kiến tạo đầu tiên trong mùa giải World Cup lần này. Tiến Linh cũng đã có cho mình bàn thắng đầu tiên. Quế Ngọc Hải là người sẽ được thay ra nghỉ để những chỗ cho Duy Mạnh vào đấm mấy thằng Đức luôn. Nào. Hay quá. Well, honestly, I didn't mean to jinx them. This wasn't a very good pass finally. Go ahead, Scar. Go, 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 go. Hay quá. Bùi Tiến Dũng là người đã giải nguy rồi. Hùng Dũng hôm nay thì tương đối là mờ nhạt. Có lẽ là anh cũng phải đảm nhận những cái vị trí. Ôi, phát đi bóng đột phá của Xuân Trường. À, của Văn Thanh. Nhưng mà không có gì cả. Về, rồi về. Có lại các bố về đi.
Về. Trời ơi. Bấm mãi không chịu về cho. Hoàng Đức này. Hoàng Đức mở ra cánh cho Văn Thanh, vật liệu Văn Thanh không được. Nhưng mà vẫn sẽ có quả ném biên cho tuyển Việt Nam. Vâng, Việt Nam có lẽ là đang từng bước chạm dần đến cái gọi là tạo nên địa chấn ở World Cup. Đấy là Hoàng Đức. À, không không có gì cả. Xuân Trường. Xuân Trường, Tiến Linh. Ôi à. Không có gì cả. Trời ơi. Về. Về 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 về. Mà một tình huống sút cầu may của Goretzka khi mà Việt Nam đã dâng sẵn 5 người ở phía trước nên là không còn cách nào khác. Hay quá Hoàng Đức. Tình huống tốt của Hoàng Đức nhưng đây là Tuấn Hải. Tuấn Hải chạy đi. Rồi ôi. Gạt nhầm sang bên trái các bạn. Đúng là quả đấy gạt xuống dưới. Sẽ chạy chéo ra. Ôi 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 ôi. Ôi, Văn Lâm xứng đáng được găng tay vàng World Cup. Ôi, ôi. Nào. Sao cục vợ phải đá LCM này. Thôi hết người thì phải vậy chứ biết sao anh em. Hay quá, Văn Thanh, Văn Thanh, đây là Văn Thanh. Ok, ok, ui trời ui, Tiến Linh ơi là Tiến Linh. Hay quá, đây là Đoàn Văn Hậu. À, tốt, sẽ có quả phạt góc, có lẽ đây là tình huống cuối cùng trong trận đấu này. Như vậy là chúng ta đã tạo nên địa chấn chính thức. Oh my gosh. Oh my god. Chúng ta đã tạo nên địa chấn trước tuyển Đức. Phải trưởng luôn. Quá tuyệt vời. Có lẽ là đến cái lúc mà anh em xem video này thì kênh của mình cũng đã vượt qua 4.000 lượt đăng ký. Và xin cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nhá. Vâng, và đây sẽ là trận đấu quyết định. Ui, anh em nhìn này, mẹ bảng tử thần. Cả 4 đội đều có 3 điểm. Bây giờ lượt trận cuối sẽ quyết định xem ai sẽ vào vòng tiếp theo. Đấy. Giờ chúng ta sẽ xem áo đấu áo điếc như thế nào. Tình hình là rất tình hình. Hôm nay chúng ta mặc áo trắng đi. À, mặc áo trắng được. Hôm nay sẽ cho bên Uruguay chạy nhanh lắm anh em ạ. Hôm nay sẽ cho thử Văn Toàn và chạy quay xem sao. Mình vẫn có một cái gì đó tin tưởng ở vị trí của Phan Văn Đức. Cũng là ok. Đi mẹ mình Việt Nam đá World Cup nhưng mà nó lạ lắm anh em ạ. Chúng ta mà cầm hòa Uruguay thì chúng ta vẫn sẽ bị loại. Vì rõ ràng là hiệu số bàn thắng của chúng ta kém Uruguay. Vâng, trong một buổi chiều nắng vàng khá là đẹp như này thì hy vọng là có thể chúng ta sẽ có được tấm vé vào vòng tiếp theo. Hy vọng như vậy, hãy cùng hy vọng. Đây, cục diện bảng đấu đây. Là cuối bảng vì hiệu số của chúng ta là -4. Đây, bảng tử thần, tất cả đều đang có 3 điểm và không ai nói trước được điều gì. Chiến luôn nha anh em. Tại vì video cũng tương đối là dài rồi. Em chờ chút để mình kiểm tra cái, ok. Kiểm tra cái nguồn video phát. So we can check on the lineup today. Fernando Muslera is the goalkeeper. Matias Vecino plays alongside Lucas Torreira. Đấy, hơi khó nhìn mất rồi. And operating through the middle in attack today. Không sao, ý ra còn có quả quần đen để còn phân biệt được. Hoàng Đức. Đây là Hoàng Đức. Hoàng Hải. Hay quá.
Hay chưa, quả hùng dũng phân phối bóng này. Well, for me, Derek, his greatest attribute is his ability to combine with teammates, particularly in tight areas, in and around the box. Clever little one. Trận này Hòa chắc chắn bị loại anh em. Trận này buộc phải thắng. Chỉ trừ có trường hợp là chúng ta không kiểu cả là Hòa kiểu gì cũng vẫn bị loại thôi anh em. Tại vì hai trận trước chúng ta không gỡ lại được nổi hiệu số. Roman. Hay quá Hoàng Đức. Công Phượng. Không ổn rồi. Các cái chỉ số turn rate của cầu thủ Việt Nam khá là kém. Không quá réo được. Suarez. The attack continues. They're making considerable progress. Options in the middle. Cuts it back. Áo. Ui. Ok. Tốt, 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 tốt. Khả nguy tốt. Đây là Công Phượng. Hoàng Đức. À, lỗi rồi. Tiên sư mày. Đúng là quả đấy mà dễ lên được và chuyển được cho Tuấn Hải đấy. And it's yellow. Yeah, it's clumsy and it's late. Definitely a yellow card. Okay, sao nó lại đi ra ngoài kinh thế nhỉ? How close it was. Well, I thought that was coming into the box. It takes a lot of confidence to try that. Not chúng ta nhập cuộc với tâm thế là phải thắng. Không thắng không được. Playing with purpose and control. Kỹ thuật của Tấn Hải lại không được vượt qua được hậu vệ của Uruguay. Nhưng đây là phản hậu rất tốt. Bàn phản hậu. Thì bên trong đang có Hùng Dũng. Hùng Dũng. Ui giời, quá tuyệt vời. Vào luôn. Quá tuyệt vời. Quá ngon. Played into just the right area and it's a comfortable finish in the end, which is made to look so easy. It's a lovely goal. Hùng Dũng là cũng đã có cho mình bàn thắng đầu tiên ở kỳ World Cup lần này. Và với tư cách là đội trưởng, quá tuyệt vời. Đội trưởng Hùng Dũng đang dẫn dắt các đồng đội của mình, đang hướng đến những cái thành công và kỳ tích đầu tiên ở đấu trường World Cup. Nhưng hiện tại là chỉ còn Quế Ngọc Hải ở nhà thôi. Rất may, rất may. Hoàng Đức, tốc độ của Hoàng Đức. Phía bên trên là Công Phượng. Quá tốt, Công Phượng. Đây là Công Phượng. Cái gì đấy? Trời ơi, thánh lốp Công Phượng luôn ạ. Danny Welbeck, Việt Nam. Bãi trưởng. Công Phượng ơi, là Công Phượng quả lốp. Nhưng đây là Hùng Dũng. Quá hay. Bắt hậu. Ui. Văn Hậu thì cũng vừa có cho mình kiến tạo một người ghi bàn Hùng Dũng vừa xong đấy. Còn trận mở màn thì cũng đã có riêng cho mình bàn thắng sau cái pha phất dài mà không tưởng của Quang Hải luôn. Mình anh xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Quá tuyệt vời. Hùng Dũng. This might be ideal for the counter. Quang Hải. Hay quá Quang Hải ơi. Quang Hải. Quang Hải. Ok á, ấn truyền mãn không truyền. Thế rồi, game mình bắt đầu mình phải có mùi sắp xếp của game rồi, nên Hồ Tấn Tài. Ui. Không gì. Không được. Tình huống cản phá trượt của Văn Hậu. Đây, đang phải chạy về để đuổi theo quả bóng. Torreira. À, Lucas Torreira. It's a neat move.
ok. Rất tốt. Không biết ai là người vừa cản phá thành công tình huống dứt điểm của Suarez. Hùng Dũng, đây là Tuấn Hải, quá tốt Hùng Dũng, chia bài rất tốt luôn. Công Phượng quá dễ dàng cho Công Phượng. Quá dễ dàng cho Công Phượng luôn. Ôi, ăn mừng kiểu gì anh Phượng ơi. Giữ ý đi chứ. Như vậy chúng ta đã vượt lên dẫn trước 2 bàn. Uruguay và cũng đang có lợi thế rất lớn trong cái cuộc đua vào vòng sau. Nào, cố gắng team ơi. Không ghi được thêm bàn thì ít nhất là cũng phải. Ok, hết điểm 1 rồi. Ok. Cặp đôi thấy anh em thấy mình nói giờ kiểu tự nhiên để đội hình gốc và nó đá ngon không hiểu. Mặc dù là có những cái quả mà để hỏng Suarez là cũng hơi mệt đấy. Ây da. Ok, Phượng hay quá. Lỗi rồi. Đây là Thành Trung. Một mình Quang Hải giữa vòng vây các cầu thủ Uruguay rất tốt. Roman giving the ball to the opposition that time. Long way out. Ui giời ơi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ui giời ơi. Vãi trưởng luôn. Vãi trưởng luôn. Well, here it is again, and just look how he turns away from his marker and then gets his shot away. That's a very good goal, you have to say. Vãi trưởng Quang Hải lại sút. Quá ẻo luôn. Tập nào cũng phải làm ngay một quả siêu phẩm như này mới chịu anh Hải ạ. Quang Hải hôm nay đã hóa thân thành Mai Nam Hải và phát ngôn cũng quen thuộc. Ui giời ơi. Câu sau thì anh em tự điền nhá. Hoàng Đức. Ok. Còn Quang Hải hút quả siêu phẩm là được rồi. Quang Hải hút quả siêu phẩm là được rồi. Hay quá. Now with Suarez. Lopez. Hiện tại là hiệu số của chúng ta đang là âm 1 rồi. Nothing. Ngon. Ui. Bản năng săn bàn của Suarez nó vẫn cứ là đỉnh anh em ạ. Well, here it is again, and what a perfect cross into the box this is. Just inviting someone to attack it, and what a great finish it is. Struck with power and accuracy, certainly no stopping that. So on with the action. 3-1 the scoreline at the moment. Khoang. Tuấn Hải. Như bạn anh ơi. Trời. Nó lại ngọt nước. Quá ngon. Một cơn địa chấn ở Qatar. Một đội bóng Đông Nam Á lần lượt đánh bại Đức và Uruguay. Khi còn gặp Croatia thì thua 6-1 tại trận. Vina, Vina. Hy vọng anh là một cầu thủ đồng hương. Việt Nam vẫn còn rất nhiều thứ phải làm trước khi có thể tự tin một chiến thắng. Dũng. Tốc độ của Tuấn Hải. Hai đường kẹp này. Olaze.
Nicely cut out. Quá hay. Hùng Dũng. Ây à. Chết rồi, chết rồi. Kìa. A big opportunity. Oh, terrific save from the keeper. Well, that's just a wonderful save. Quá hay. Chúng ta bây giờ càng phải đưa bóng ra xa khung thành càng tốt. Nên lúc phải thay người rồi. Hết người chưa nhỉ? À, sắp rồi. Gia cố hàng tiền vệ để có thể kiểm soát bóng tốt hơn. Torreira. Messina. Here's Suarez. Coates. Damian Suarez. Damian Suarez. Oh, just wide of the mark. Goal kick. Well, that never looked like troubling the keeper, did it? But it was worth an effort. A good strike from him. Okay, okay, okay. They've regained possession. Can they get in behind them? Văn Lâm gánh còng lưng. Well, it came to nothing in the end. Solo đi anh Lâm ơi, hay quá. Văn Lâm solo. Roman. How about the cross? That's an effective cross aimed at the back post. And it wasn't quite as good as it looked when it left the boot. Coates. Here's Suarez. Jimenez. The right place to cut out the pass. Ronaldo Việt Nam. Đảo chân đi anh ơi. Well, what can they do to stop him running at them? Còn gì tuyệt vời hơn như Ronaldo Việt Nam đá cặp cùng Messi Việt Nam. An toàn. Tù thực sự. Đang chín rồi. Chiếc vé vào vòng sau chỉ còn cách chúng ta 1 phút nữa thôi. Cavani. Hợp tướng Cavani không được thi đấu nhiều. Yes. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã vào được đến vòng 1/8 World Cup rồi. Đây, xem lại siêu phẩm của Quang Hải. Nó kiểu luôn game và mode này nó làm giống thật đấy, dáng sút giống. Mất rồi luôn. Vãi lìn mẹ bắt vô lê luôn ạ, vãi trưởng. Để xem là trận sau chúng ta gặp ai nào. Mình sẽ hẹn anh em ở tập sau. Đức đã cầm hòa Croatia, tức là chúng ta, đừng nói chúng ta đầu bảng nhé. Ê, từ. Cái team stat đâu nhỉ? Có phải chúng ta đầu bảng không? Chắc là đầu bảng thật anh em ạ. Standing này. À đây, standing này. Group stage. Đù. Như vậy Đức nó bị loại anh em, vãi trưởng. Sau chúng ta sẽ gặp Thụy Điển, hẹn gặp lại anh em tập tới.